Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay cả nhóm dân thay mặt cho bác Phan Minh Nhật ở Mỹ nấu 200 phần hủ tiếu chay để tới tặng cho bà con ở quê dân. Bây giờ dân mấy nhóm của dân chuẩn bị trước. Bắp này dân nấu cho ngọt nước với bầu, mớp, củ sắn, cà gót. Nó ngọt lắm đó nha. Dạ dạ, nấu mình phải nấu rau củ nhiều để cho nó ngọt nước. Nấu cái tàu hủ ki miếng, tàu hủ ki cộng, hành, và gai, rồi ăn kèm với rau cần và phi tỏi. Phi tỏi ăn cho thơm. Quá đều hợp. Bắp mới bẻ. Rồi có nấm đông cô nữa. Nhiều lắm. Còn nấm gơm nữa, nấm gơm thì sáng lấy sớm. Em đặt nấm gơm rồi. Nên mình lột vỏ mình để sẵn nè, sáng mình chặt khúc 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 vậy mình chọc bao cho vô nồi. Cái rau này miếng nước đá đi, mình về mình làm rau sẵn đi cô. Rồi mình lật rau mình rửa luôn. Ừ. Cha bưng đậu. Bưng đi. Rồi nước sôi mình cho mấy cái rau củ quả vô nấu cho ngọt nước. Nóng mà chị. Bỏ vô luôn hết luôn. Củ sắn với bầu luôn. Bắt lại lại coi. Rồi, nổi lửa lên. Chị hả? Bỏ vô luôn. Đây bỏ vô thêm. Vì được rồi cô, nghỉ nha. Dạ được rồi. Nấm gơm, lặt nấm gơm của mình nữa nè. Lấy dao này này cái này hả chị, sắc phanh phanh gì nè, phanh phanh gì nè. Ừ đúng rồi. Rau củ quả này mình nấu 45 phút rồi mình vớt ra. Quả trời, quả thơm phức luôn. Biết thơm gì không? Thơm mớp hả? Chưa nói nha. Nó cô nói trước rồi nha. Thơm thiệt cô ơi, mớp này mớp thơm hay gì á. Mớp bầu nè. Quả ngon. Củ sắn, củ hành. Dạ dạ. Ê, hồi mình lấy lại cái nước này đừng đổ hết nha. Đúng rồi. Nước trong xanh luôn ha. Ừ. Vớt hết luôn hả gì cô? Vớt luôn. Quả xa là ngọt. Nóng thiệt chứ. Nóng thiệt à. Mình vớt rau củ quả xong rồi mình bỏ cho bắp vô. Tay tiếp mới được chứ. Nếu mà không có tay là không làm được. Ủa, cái này khó quá chị. Ừ. Bỏ ít nha, chờ bên nội kia nữa nha. Gì đó hả? Ừ, nội kia nữa. Rồi, gọi cái này qua kia đi, này qua nội kia. Bánh nhiều hơn coi. Bỏ bên bắp nữa đi. Đây. Nha, bỏ lên đây, lên. Nha, bỏ vô. Cái này bỏ ít thôi, còn bên kia. Cái này củ cà gót. Rồi xong. Có hành thôi mình bỏ sao? Củ cải trắng. Tặng cho cái xài.
rồi đổ hết bên kia đi. Rồi lấy gia vị ra mình nêm luôn chị ơi. Giờ mình nêm gia vị, cho đường với muối với hạt nêm chay. Đường đây. Nấu cái này chút xíu cũng gần nước. Ngon chuẩn từ giá mà. Rồi mình cho tàu hủ kia vô. Cho nấm gom vô luôn chị ạ. Cũng gần vô luôn. Cái bợ đã dựng cầm đâu chứ. Tàu hủ tiêu này mình ngâm rồi hồi tối tới giờ nó mềm. Mau chín. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Có này để ngoài này luôn. Đúng rồi đấy. Đây bỏ đường, bỏ keo đường với keo này vô trong đi. Bỏ vô trong đó thì cho nó chấm chỗ này. Có khách tới rồi, khách tới rồi. Không, mình dọn bàn ra. Rồi, vô ngồi đi khách ơi. Rồi, ngồi đó kìa, để tao đây bàn nè. Rồi mình bắt hủ tiếu đi, trụng đi. À, một người ở đây bắt hủ tiếu đi, em trụng. Nè chị, bắt vô đây đi. Củ hành. Gốc hành lá nè, bỏ vô cho thơm. Mỗi một bàn để một chai nước tương với một chén ớt đi. Đâu rồi, xong chưa, bắt xong chưa? Mới xuống rồi chị. Dở cái đó ra em chị. Kìa, bả xuống đó. Đây, nè, nè, mở nước này ra cho em, mở nắp này. Ê, ít không vậy? Đi ít hả? Không vậy? Ít không? Em không biết nữa, cho mấy anh thợ này ăn nhiều nhiều đi, cho mấy anh này đi làm cho dễ. Hả? Đổi sấy không cô? Đổi sấy cho chị. Múc rồi đi bà, thấy là cái tô nữa hay gì? Nữa đi chị, đổ nữa đây nữa vậy đi. Cho ngò gai với tỏi sấy vô. Ủa cái này em chưa trụng mà bỏ vô gì sao em trụng? Trụng này nè, ai qua trụng tiếp em đi. Cái này bưng vô đây hay gì ta ba? Vô mà. Ừ? Đây đây. Chút trụng đi chút. Rồi nè, bỏ rau vô. Bỏ rau với mấy cái đó đó. Nè. Nè. Mà trụng tiếp nữa thôi.
Sao vậy đó? Mấy anh đi mặn rồi chăng? Rồi vô quý vị ơi. Khoan một việc, anh gái đây chạy ra hè kêu bà Chính chứ mấy người ngoài hè đi con. Kêu chú Chung rồi đó. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Mỹ trả lại. Cái sâu trước đó. Nè gấp hai miếng rồi bỏ vô. Miếng ngò gai vô. Bỏ miếng ngò gai vô. Nè lên lên lên. Đúng rồi đó. Ê cái này mình lấy lon tiêu nha, mình còn có lon tiêu nữa. Cái đó chắc nằm tốt dưới rồi Linh ơi. Nè bà hai, bỏ cái đó vô, ngon. Ăn hủ tiếu chay. Không biết ai nữa. Chạy tôi bỏ vô chưa? Ơi, bỏ cái này vô. Tiêu cho cái trên nhà quá. Xin đi rồi. Đây. Xin đi rồi. Tôi bỏ cho đây. Ê đề nghị nha, mấy cái anh chàng này nhớ bỏ hủ tiếu nhiều nha, tôi có nhiều ít rồi. Ừ. Mấy anh chàng. Cho mấy. Ê, mình còn mấy cái miếng kia nữa. Bỏ thêm đi chị. Bỏ đi. Chết quên chút rồi. Hả? Có đồ đũa ở đây nè. Đưa đi mở ơi. Từ từ. Chú ơi, ăn hủ tiếu chay chú ơi. Ăn hủ tiếu chay nè chú. Bỏ này nhiều rồi, các bạn có kỳ vô không? Bỏ vô đi con. Đây, tôi. Ngon chưa? Ngon chưa? Rồi. Cho mình miếng ngòi. Này còn bỏ gì nữa không nè? Bỏ. Tàu kỳ. Nếu 3 miếng bỏ vô 5. Gì? Ngồi chế ngoẩy không có tiền bỏ đây luôn gì? Ủa? Cái miếng lá này hơi bỏ sao nè chị, bỏ vô chan rồi nó gục hết rồi. Nè miếng lá hơi nhớ bỏ sao nha, bỏ thêm miếng lá đi, bỏ thêm miếng lá đi. Mà chín á, mà năm ạ. Chị ơi miếng lá bỏ sao, miếng lá bỏ sao, đúng rồi bỏ sao. Đây. Anh ba ngồi đây ăn đi anh ba. Đầy quá. Dàn quá. Cái này đầy quá. Bỏ đồ vô rồi nè bà bóng đi. Ai bỏ? Rồi rồi, còn mấy tô nữa. Đây anh bỏ chứ lẽ ai? Sa ngon không quý vị ăn được không? Tô này vừa vừa thôi, nó chàng á. Làm tô này cho ăn trước, tôi vòng quanh trước đi. Ừ. Khoan để múc nước trước đi. Nóng không Linh? Nóng không? Đổ ra. Cái gì nhìn thấy không? Chép qua đó bỏ vô. Ngò nó vậy đó. Kêu kìa anh Tám. Bà lấy cái lá này ra giùm mấy. Ra hủ tiếu miễn phí nè chú ơi. Ra miễn phí chú ơi. Trời ơi. Sao phải mình có cái bảng gì. Bây giờ. Chú ơi ăn hủ tiếu. Rồi ông này ngồi xuống đây coi. Ớt gì đó. Dạ dạ ớt. Ớt cái này một hồi vô bọc. Tặng. Ăn đi. Ơi bây giờ hết đây chưa, miễn hết thì mình vô bọc. Vô bọc ai đi ngang mình tặng luôn. Một người vô, một người làm tô đi, đi xuống ăn em ơi. Nè. Còn tô nữa không? Ờ, còn đó. Với bà Năm. Có rồi, trong đó thôi, hay gì đó, bà Năm gấp nữa. Rồi, vô đi mấy đứa ơi. Ờ, có rồi. Ngay chỗ. Vô chú. Rồi, vô. Thầy đấy nhỏ. Cái này phải lấy cái thuốc nước lịch đó. Đây. Rồi, uống miếng lịch bỏ á, bọc đâu. Bọc kìa. Lên ba ơi. Bọc luôn hả? Rồi.
Sơn bỏ nó ngồi. Nó bọc luôn. Đây này cho bà ba đặc biệt nè. Đây cô à, cô lấy cái này nè cô. Rồng ên là múc dễ nè. Ừ, cho gồng lên đi, múc cho dễ. Cái này đây nè. Cái này nè. Đây, tôi vô bọc cho cô. Cái này là mình vô bọc phải không? Vô bọc nè. Để đây nè. Đây nè. Ăn ngon không mọi người? Mình có thao inox à. Mình có thao với con bỏ cho thao. Cho góp ý nha. Mai mốt mình có nấu nữa, mình nấu cho ngon hơn. Hết tô luôn. Hết luôn hả? Ăn thêm tô nữa không? Làm tô bự. Có anh ăn rồi. Đó, xíu đi cho bà. Dạ, cũng được. Đã mới sinh năm bọc rồi kìa, đang múc nè. Để sao đứt cũng rồi năm rồi. Nè. Đây. Thôi cọp lên. Vô Trung ơi. À, dao này cho Xuân nè. Chủng chết. Ngon quá cô Chính ơi, cảm ơn cô Chính ơi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi. Mình chủng tô đi cho Chính. Chủng qua bỏ lại cái nước mắm đó. Nước nước còn nước cái đi chứ. Nước bên kia đúng không? Hai tô đi. Rồi, tới liền. Quá ngon luôn hả? Vô em. Hả? Vô luôn em ơi. Đây. Chưa thèm mơ cục. Để giờ cái bọc nó cũng chưa cục. Cái này không còn cột. Khỏi, đâu rồi, cái bọc đâu rồi, em chỉ cho. Đây nè. Đây, bỏ vào bên đây. Ủa không, bọc nước bỏ đây. Cái sáu được cái nóng cái ruột nè. Bao nhiêu vậy? Ừ, một vậy đó. Có mấy lọn vậy? Đậm quá. Tay mới mà đừng từng la lớn. Rồi, cái gì nè? À, nãy giờ mấy cái rồi? Có rồi. Ở sau lưng này nè, cho miếng bánh hết trơn. Đó. Đó rồi, nãy giờ có vô mấy bọc đó hết đây. Hai bọc. Mấy bọc quên? Bên đây nè. 5 bọc hả? Đâu hết rồi? Đây nè. Rồi, 5 bọc. Này Văn phát giùm cho bà con người. Dạ. Bà về đây, mất mặt xíu ăn đi. Rồi. Nó cũng xin giùm. Cái bà đằng kia không có xe lại đó, không xin giùm. Ngon quá, xin bọc chứ. Rồi, cho liền. Mấy bọc? Ở nhà chỉnh cưng mấy người, xách chị mấy bọc đi. Dạ, anh Tình. Đây. Tụi em không thả chưa chiều gì sao? Được không? Em bọc nó đi. Ăn lẹ đi. Em bọc nó đi, cho nó ăn bọc nó đi. Để trên tôi trụng tiếp, đâu rồi? Lấy chanh nè. Ăn sao góp ý nha. Mới nấu lần đầu tiên. Cái này là mình có bỏ gì vô chưa vậy? Để tôi ra tôi đóng cách cho. Đóng đi. Bỏ vô đây cho Út với con. Ngon à. Tớ ăn cũng tiếu rồi. Bà Tư ăn cái ăn cũng tiếu rồi bà Tư. Ăn tiếu bà Tư. Dạ ghé ông rồi. Nè Út. Dạ. Rồi. Thôi xuống đây, bà xuống đi con để con che dạ. Dạ luôn hả? Ăn rồi đi, ăn đi rồi hay vậy? Rồi vậy bà xuống nha. Thôi vậy cho hai bọc đi, ông bà ăn luôn rồi. Rồi. Nè. Nè có chế độ cao quá ha. Hả? Sướng rồi trong nhà. Đưa đưa Út qua xuống. Đủ. Vậy cho ông ngon bọc bạn bọc đi tặng. Dạ dạ. Dạ. Ở trên đó có bà Năm ở một mình ở trên đó đó. Bà nhắn xuống giùm con ơi. Vậy cho hai bọc nữa không? Dạ. Phải xin hai bọc cho con vụ nó cho không? Đưa bọc nước cho Út rồi nè.
Ba nó làm ớt chứ. Dạ. Mình xin dùng này hai chồng hai bọc đúng không? Dạ. Hai chồng hai bọc và xin dùng. Dạ, của bà Tư thế nè. Có nước luôn. Có đầy đủ hết luôn á. Rồi. Kìa hai bọc gì con gửi cho rồi, cho hai đứa nhỏ ha. Rồi gửi bà xách chị giùm con nha. Rồi, cảm ơn bà luôn. Ăn ngon không ngon góp ý con nha. Có bỏ nước tương nước mắm nào vô chưa? Có bỏ nước tương chưa? Cái này mình khỏi buộc nè. Cái này không cần bột, buộc cái này không buộc. Hâm lại nước đó bà, hâm lại trụng hủ tiếu ha, ăn nha. Dạ, con cái đó con chưa trụng đó. Cho cuốn chả bốn bọc nữa. Cái gì mà phát mau vậy ta? Rồi. Cái này là bữa nay chắc làm tài xế phát bún rồi, phát hủ tiếu luôn quá. Kìa. Nè. Đợi xíu anh ơi. Dạ, dạ, tiếp đây. Tiếp cái cho nhanh. Đi bà dạo đi con múc cho. Bà đứng bà dạo thôi con múc cho. Dạo với bà chụp bọc lên cho con được rồi. Nãy sớm nước sắp nước nè con. Nhanh lẹ rồi nóng hổng ra luôn đó. Đây đây. Đây. Con bỏ chanh bỏ ớt gì vô đó đó. Con bỏ hết rồi. Có chanh à. Cái này má thay người ta trộn luôn. Trộn gì? Này, đâu, em đâu sắc. Kìa hai đứa làm hai tô. Kim ơi, Kim à. Đây. Hai đứa vô nè con. Dạ ơi. Đưa bạn đi. Nè, cháu dưới chặt kìa. Ở kia dưới nhóc rồi nè. Hả? Chụp bọc mới đưa cho con. Năm bọc đi. Cho mẹ con thì hôm nay là dạ con rắn. Cho bên anh Hoàng đưa cho ông Quanh đi trước cái. Út qua đây chơi đi. Mình nói như bọc Quanh Sơn vô đó Sơn. Lắng trên Quanh cả. Dạ quá nó ấy. Nó gãy hết. Sơn kêu lại ăn. Sống kiểu lại ăn. Làm cho nó hai tô trong đó đi cái đi. Cái này mình có cái nào để đây nè. Ủa má sáng giờ đâu ta? Má nè. Rồi đủ rồi, đủ năm bịch cho Quanh cho. Này đủ rồi, dư luôn rồi nè. Năm bịch. Cảm ơn người dân. Ngon quá à. Lúc đi bán đây à, ghé tặng bà thú tiếu ha. Nó kêu lại đây ăn nè. Nè, bọc này đi ha. Qua, để lên đi. Bọc. Con đi qua đây với nợ. Thầy Quốc ơi. Mẹ con thi. Trời ơi, con ngồi với một viên như mấy gì đó. Ừ, lớn rồi con nói đó. Tàu luôn, cô rải cùng xem. Cô nở rồi ạ. Rồi à, con ăn cái gì nhiêu? Con ăn cái gì trời? Tiếu. Không có cơm đâu.
Con ăn gì? Đi chợ. Ăn gì? Ăn cơm mà. Dạ. Con ăn gì? Con đem lên cho mẹ nè. Chưa nữa. Hủ tiếu hả? Nè, bé nhỏ nè, hủ tiếu nè. Con hủ tiếu luôn ăn hả? Rồi rồi, rồi chuẩn một tô. Không rau cho bé. Dạ. Cho Phượng luôn đi. Đâu đó. Tôi vậy cho chị Phượng đi. Đó. Cho nó thêm miếng nữa đi. Nè 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 nè. Ăn hủ tiếu nè con. Cho nó miếng nữa. Kêu phát cho dân anh xuống. Kêu Thịnh. Vậy là tặng cháu ăn tô hả cô? Cảm ơn cô. Trường để nó hợp lý chưa? Cái này chưa xong chứ có xong đó. Đang nữa thì bởi vì vừa đẹp thì múc nữa chị ơi, hết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ê con mấy tô hủ tiếu chở cho nè. Con ơi. Đây bọc hai tô. Ừ vậy cả. Đi hồi về cho mấy người với. Đây nè cưng. Trời ơi. Nhịp đây nè nhịp. Trời ơi. Vô bọc nước tiếp đã. Ừ, vô tiếp vậy đi. Vô bọc nước sôi đó. Vô đây úp bột cho. Giá kìa, giá cho Linh đó. Có hả? Mẹ có rồi, còn Y Chi với Hồ Son chưa? Y Chi với Hồ Son xíu nè. Ồ, xíu nè ta. Sao gọi không kêu bộ? Đây ăn hủ tiếu nè. Đây. Đây ăn hủ tiếu. Hả? Uống miếng nước cả trời. Cái này để đây không có hợp lý nè. Đúng rồi. Ra ngoài này đi. Đây 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 bỏ đây. Đây, rồi chú ơi, nhặt ốc bột cho. Đây, thùng nước lọc mình nè. Phát thịt ăn hủ tiếu nè con. Ừ, đem nó vô đi. Cháu không biết bao nhiêu. Đây. Cái vụ nước ra chai. Chai miễn phí. Rồi rồi rồi. Rồi nè. Chụp mình đi. Đó, ăn Vũ hả? Ừ. Ai, giờ Vũ nào? Rồi, mỗi một em một bọc nha, cầm sẵn luôn. Cho con một bọc nè. Chúc ăn ngon miệng nha. Ủa, con là con của ai mà lại quắc vậy? Rồi rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Rồi, này chúc ăn ngon miệng nè. Ba đứa đi bằng gì vậy? Cái này gửi cho bà Cóc con bọc đi. Là ai? Con ai có vậy? Bà Cóc già già phải không? Rồi cho nó bà gửi cho bà Cóc. Đây có nước đây nè. Nè. Rồi gửi cho bà Cóc con luôn nha. Ê cô cho con xin một phần cho bà con đi cô. Xin phần cho bà con đó hả? Rồi. Con có bà không nhớ bà cô hả? Con nhỏ này. Không có ai có mẹ con. Trời ơi. Cho cháu con cốt đi. Cho nước đây. Rồi nè chứ. Rồi con nè. Rồi cho nước luôn. Rồi 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 rồi. Nè con nè, rồi chúc con miệng nha con. Về cẩn thận nghe xe đó. Chưa có nước.
biết nè. Xin về cho bà con hả? Biết không? Xin về cho bà. Còn đó kia thì nó không có bà nhưng mà nó có mẹ. Xin về cho mẹ. Nhất giờ đứa nào cũng khôn. Rồi, rồi. Rồi, chúc ăn ngon miệng luôn. Không biết ai bịt khẩu trang bởi quá. Rồi trưa mình cũng hết khách rồi. À, mình cũng hết hủ tiếu rồi. Giờ còn bao nhiêu á tem của mình ăn. Đây sạch hết rồi. Vậy dân cũng mời cô chú anh chị các bạn cô ăn hủ tiếu với mấy chị em dân nha. Má nãy thì má tiếp khách má ăn rồi. Má ăn nữa không? Không ăn đi má ăn rồi. Mời các bạn ăn hủ tiếu. Trời ơi cái tô em ốm yếu mà cho em cái tô dữ vậy. Đây mà cả nhà mình ăn hủ tiếu. Tôi mình nhỏ bé như vậy trời. Chị cho chị mặn sáng giờ cho chị tôi nhỏ bé vậy. Cái này là chị Tư hay chị Năm múc đây. Đây chị Út. Hả? Ai múc? Không có à, tôi múc với tôi nhỏ nhỏ không mà. Kệ đi, nhiều thì ăn mau lớn ha. Không nãy giờ ai ăn cũng khen ăn được hết trơn, không biết sao đi. Em ăn thử coi. Được không? Ừ. Dặm rồi thử chứ. Ừ, cũng ngon. Tường quá ngon này. Có rồi má ơi. Má ăn nãy thấy ngon không? Cô chín tôi khéo à. Thanh luôn chứ. Ngon. Ừ. Cô chín khéo ghê luôn. Nhờ rau củ quả của mình nó ngọt. Nấm gơm mà nấm đông cô. Ăn ai cũng khen ngon hết hết, bơ hết tàu luôn. Thì nấu nồi kia thiếu vậy. Nấu nồi chả bá với hai nồi. Hai nồi á. Hai nồi còn gọi nước. Ừ. Ngớt gì cũng ngon. Chị bà nói hôm qua nói trời không biết có ai ăn không trời. Không có dư nữa. Nấu mà hồi hộp. Em mẹ nước tương hả? Luôn. Trời ơi. Mình ngồi vậy đó. Trời nhỏ này ăn ớt gì đó hả? Ai cũng ăn ớt cho em thử. Video của dân đến đây cũng kết thúc. Dân thay mặt bà con cảm ơn bác Phan Minh Nhật và bạn bè. Chúc bác và bạn bè thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Rồi, video của dân cũng kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.